Qua hai video nói về biển số định danh ấy, mình đã nhận được rất nhiều những phản hồi đến từ các bạn, đặc biệt là những câu hỏi như biển 3-4 số thì thực hiện như thế nào này, hay là những cái biển số đấu giá thì có được chuyển nhượng hay không. Thì thông qua video ngày hôm nay, bằng những câu hỏi và trả lời cụ thể các bạn nha, mình sẽ giúp các bạn hiểu hơn về nội dung này. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Theo dự thảo thông tư quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới của Bộ Công an đang được lấy ý kiến đóng góp, biển số sẽ được quản lý theo mã định danh của người sở hữu. Các bạn cần nắm được một số thông tin cần thiết để tránh hoang mang và đảm bảo quyền lợi cho chính mình. Trên thực tế, biển số vẫn được cấp theo dạng như trước đây, chỉ thay đổi cách quản lý biển số. Trước đây, mua xe nào thì biển số đó. Theo quy định mới, người nào thì biển số đó, biển số đi theo từng cá nhân. Trước đây, chủ phương tiện bán xe thì bán cả biển số và xe. Theo quy định mới, chủ phương tiện chỉ bán xe, giữ lại biển số. Sau đó mua xe mới thì sẽ đề nghị công an cấp lại biển cũ và làm đăng ký xe mới. Trước đây, người dân không thích biển số thì sẽ được phép mua bán chuyển nhượng biển số xe. Theo quy định mới, biển số định danh sẽ đi theo một người suốt đời, không được mua bán chuyển nhượng biển số xe. Tuy nhiên, đối với trường hợp biển số đấu giá thì được phép chuyển nhượng biển số kèm theo xe. Mình sẽ lấy một ví dụ cụ thể như sau. Anh A có đấu giá được biển 25B156789 lắp vào xe máy của mình. Khi anh A muốn bán, anh A được phép bán cả chiếc xe và biển số 25B156789. Sau đó người mua xe và biển số của anh A không có quyền định danh biển số 25B156789 theo mã định danh của mình để tiếp tục lắp vào xe khác. Khi nào xe hỏng, mất trộm hoặc hết niên hạn hoặc bán xe thì nhà nước ấy thu hồi biển kiểm soát 25B156789 rồi lại mang đấu giá tiếp cho người chủ mới. Sau đây là một số câu hỏi và câu trả lời cụ thể của Top 5 để các bạn có thể tham khảo như sau. Câu hỏi thứ nhất, các bạn để lại bình luận rất nhiều ở phần nhận xét cho mình. Biển 3 số và 4 số thì có phải đổi thành biển 5 số hay không? Đối với biển 5 số hiện hành, khi định danh sẽ giữ nguyên các bạn nha. Nhưng riêng biển 3 số hay 4 số sẽ được cấp đổi thành biển 5 số. Các bạn lưu ý cho mình ở nội dung này. Câu hỏi thứ hai, mua xe biển đẹp nhưng chỉ kịp sang tên đổi chủ hoặc mới chỉ làm công chứng ủy quyền thì biển số phải làm sao? Sau ngày 1 tháng 7 năm 2023, khi định danh sẽ bỏ biển cũ và bấm biển mới. Câu hỏi số 3, có phải mỗi chủ xe chỉ được sở hữu một biển số hay không? Câu trả lời là không các bạn nha. Mỗi chủ xe sẽ sở hữu nhiều xe và nhiều biển số định danh. Tuy nhiên, mỗi xe chỉ được gắn một biển số cụ thể mà thôi. Câu hỏi số 4, sau khi định danh biển số xe thì có được bán xe hay không? Chủ xe được bán xe nhưng phải giữ lại biển số và nộp cho cơ quan đăng ký xe. Biển số này sẽ được lắp vào xe mới sau khi bán xe cũ hoặc đưa cơ quan đăng ký xe giữ lại trong vòng 5 năm. Sau 5 năm nếu biển số không được sử dụng thì sẽ đưa vào kho số để tái sử dụng các bạn nha. Câu hỏi số 5, nếu chủ xe chuyển trụ sở hoặc nơi cư trú đi tỉnh thành khác thì có phải đổi biển số xe hay không? Xe di chuyển nguyên chủ thì được giữ lại biển số, không cần đổi biển số xe. Câu hỏi số 6, đấu giá biển số xe theo hình thức nào? Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, bắt đầu đấu giá biển số xe ô tô, chưa đấu giá biển số xe máy. Quá trình đấu giá biển số xe ô tô sẽ diễn ra online. Người tham gia đấu giá cần đặt trước 40 triệu đồng. Câu hỏi số 7, định danh biển số xe diễn ra trong vòng bao lâu? Quá trình định danh cả biển số xe ô tô và xe máy sẽ hoàn tất trong vòng 2 năm các bạn nha. Đó là toàn bộ nội dung thông tin ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với bạn thông qua video này. Hy vọng sẽ giúp cho các bạn nhé trong việc hiểu hơn về những dự thảo của thông tư mới. Các bạn đã theo dõi video này của mình, nếu mà các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.